Trong số những người Mỹ gốc Việt, 59% có quan điểm thiện cảm với Việt Nam. Dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Pew ở thủ đô Washington cho thấy. Vẫn theo trung tâm này, khi được hỏi liệu họ có muốn chuyển đến Việt Nam hay không, 20% người Mỹ gốc Việt nói họ muốn làm như vậy. Trong số những người nói họ sẽ chuyển đi, lý do phổ biến nhất bao gồm chi phí sinh hoạt thấp hơn và được gần gũi gia đình và bạn bè. Trung tâm nghiên cứu Pew cho hay họ đã phân tích về cộng đồng người Mỹ gốc Việt dựa vào hai nguồn dữ liệu là cuộc khảo sát năm 2022-2023 của 9 trung tâm về người Mỹ gốc Á trưởng thành và cuộc khảo sát cộng đồng Mỹ hồi năm 2022 từ Cục Thống kê Dân số Mỹ. Cuộc khảo sát mang tính đại diện trên toàn nước Mỹ của Pew được thực hiện bằng 6 ngôn ngữ với 7.006 người trưởng thành gốc Á, bao gồm 935 người Mỹ gốc Việt và diễn ra từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Pew ghi nhận rằng người Mỹ gốc Việt là một trong 6 nhóm người gốc Á lớn nhất ở Hoa Kỳ, bên cạnh người Mỹ gốc Hoa, gốc Philippines, gốc Ấn Độ, gốc Nhật Bản và gốc Hàn Quốc. Dữ liệu được Trung tâm Nghiên cứu Pew phân tích cho thấy phần lớn người Mỹ gốc Việt, lên đến 60%, là người nhập cư so với 40% sinh ra ở Mỹ. Bang California là nơi có tỷ lệ người Mỹ gốc Việt lớn nhất, lên đến 35%.